Này người đẹp ơi, tiếng nghe của em. Ai đó? Lại đi Ken. Con đang làm gì hả? Chồng tôi mà. Không tin nổi anh ta đã đá mình. Thôi không, thật bất công quá. Hôm nay trời đẹp quá. Hả? Gì thế? Mẹ còn sống không? Em ơi, nhìn thấy ghê quá đi. Đủ kẹo cao su cho cả làng. Anh phải làm gì với em đây? Liệu em có thể xinh đẹp trở lại không? Kế hoạch xấu xa của mình đã hiệu quả. Mình là cô gái xinh đẹp nhất. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Đây là danh sách macaron đỉnh cao. Mình chỉ cần nghĩ xem nên làm gì trước. Để coi nào. Mắt đỏ, ok là. Ồ, kem đánh răng. Mình sẽ rắc lên khắp mặt, không bỏ sót chỗ nào. Thêm một chút lấp lánh ở đây. Đã đến lúc chứng kiến phép màu. Cứ như có hàng trăm con mèo trong tay mình vậy. Rửa sạch rồi em sẽ như mới. Dùng cái này được này. Tin anh đi, Barbie. Và bum. Thật lòng mà nói, em đã sẵn sàng cho một đám cưới khác. Wow. Yêu ơi. Không. Chúng ta cần xử lý ngay lập tức. Lắc lư cái người. Giờ thì đi tắm thôi. Không có nước à? Hình như nó bị hỏng rồi. Phải làm gì bây giờ? À, mình thích chương trình này. Làm ơn đừng quay đầu. Chỉ cần gần thêm một chút và bùm. Ủa, ai lấy sữa rồi? Barbie, xem anh có gì này. Hoàn hảo. Cảm ơn anh. Sao tai mình ngứa quá? Gì thế này? Ồ, mình có thể sử dụng nó. Để anh ngắm em nào, Barbie. Em thật xinh và dễ thương. Da nhợt nhạt, check. Sữa của bà đâu? À, Disney. Bà ơi, sao bà uống kìa thế? Ngon hết rồi. Con ơi, con có thể đi vượt giáp không? Kìa bà. Mà chờ một chút. Cái này cũng dùng được. Lượn đi. Chỉ lấy túi ni lông thôi. Mình có thể làm một chiếc váy bằng túi. Chúng ta chỉ cần một cây kéo và... óc sáng tạo thật phong phú. Trải phẳng ra bàn. Lấy kèo này. Bóp thật nhiều. Cứ tưởng mình sẽ không làm được chứ. Phần này thì khá dễ dàng. Lấy một cây cọ vẽ và phết kéo. Tất nhiên bà sẽ cần kim tuyến. Đừng kỳ bò nhé. Và cho đêm chung kết, mình chính là Picasso tiếp theo. Thôi nào Barbie, thay đồ cho em nhé. Chất như nước cất. Tạm biệt người hâm mộ đi nào. Váy đen, check. Chuyển sang vòng tiếp theo. Anh đang làm gì thế? Ôi không, lại nữa hả? À, sao mình lại vụng về thế cơ chứ? Xin lỗi Barbie. Anh hứa sẽ giúp em sạch sẽ trở lại. Thực ra anh có một ý tưởng hay hơn. Đã đến lúc làm gì đó tháo bạo hơn. Tạm biệt mái tóc cũ. Em thấy thế nào? Sao anh lại cạo trọc tôi? Anh xin lỗi, nhưng chờ đã. Anh sẽ làm cho em một mái tóc mới. Sẽ hơi đầu một chút nha. Em luôn muốn nhuộm tóc màu nâu. Hôm nay em gặp may rồi. Chờ một chút nha. Oh wow, nhìn em xinh quá. Đúng là như vậy. Yes. Chỉ hy vọng rằng em sẽ giành lại được anh kia. Cứ yên tâm, đợi xong đã nhé. Tóc check. Cậu bé đó thật kỳ lạ. Ai đấy? Bà ngủ quên là mất nha. Xem anh có gì này. Em đã có áo choàng macaron. Mình phải làm nhà tạo mẫu mới phải. Tuyệt. Nhìn chân em kìa. Phải rửa sạch mới được. Eo ơi. Dùng cái này. Ôi, nóng quá. Rồi em sẽ biết ơn anh. Đau quá. Xem kết quả có tuyệt vời không nào. Đã bảo tin anh đi mà. Và chi tiết cuối cùng. Một ít gen. Ồ, đẹp quá, mình cũng thấy thích.
Bùm. Em thích lắm. Xài bước nào. Úi chà mẹ ơi. À, bỏng mất rồi. Đã bảo nó nóng lắm mà. Ồ, nhìn trông em tuyệt quá. Ê, em muốn cái đó. Gì, cái này hả? Cho em đi, cho em đi. Đi mỏ. Đây hả, ok. Để anh làm riêng cho em nhé. Không phải thứ mình muốn. Em muốn gì sẽ được đấy, Barbie. Cứ tin tưởng anh nhé. Đây. Này, người đẹp ơi. Barbie, con có đồng ý lấy Ken làm chồng không? Con đồng ý. Anh biết em sẽ nói điều đó mà, Barbie. Ôi Ken, vậy anh là chồng em mà. Đợi một chút lại đây Ken. Thực ra anh không thích em. Ôi không, Barbie, anh bị vứt đi. Barbie nên hôn gấu Teddy này. Ken đâu rồi? Gấu Teddy ơi, con có đồng ý lấy Barbie làm vợ không? Ném ra khỏi đây. Yêu ơi, đây không phải là điều mà em muốn. Bình tĩnh nào Barbie, mình đang chơi thôi mà. Em muốn chút máu. Em mới nói gì? Em cần răng nanh. Răng nanh? Làm thế nào đây ta? Hãy xem phép màu đây. Ôi wow. Để anh bẻ nhỏ ra cho. Nhăn nhon chờ xíu. Răng này xịn xò cho bé này. À, có chuyện gì vậy? Bà bé em đi đâu rồi? À, anh sợ. Hãy tránh xa anh ra. Đau quá. Hả? Mình là macaron rồi sao? Mà chờ một chút. Chỉ là ảo giác. Mình vẫn là con người. Tốt. Răng nanh, check. Mắt đỏ vẫn chưa hoàn thiện. Ồ, dâu tay kìa. Trước tiên xem con ngọt không nha. Đúng là ngon hết sảy. Và bùm. Ồ, mình thích tiêu son. Không còn đôi mắt xanh nữa gái à. Thêm một chút vào miệng em nhé. Ôi người đẹp ơi. Mắt đỏ, check. Ok, em sẵn sàng rồi. Thế mình xinh quá. Barbie, có phải em không? Anh nhớ em nhiều lắm. Anh rất xin lỗi. Đi cùng anh, Barbie. Mình hãy cùng nhau bỏ trốn và sống cuộc sống ngọt ngào. Ôi Ken, em yêu anh. Oh, wow. Hi Barbie. Hi Ken. Từ từ đã. Ờ, wow. Chào đẹp trai. Ôi không. Sao anh sợ? Wow. Sao anh làm vậy với mình? Thật không thể tin được. Quá to gan. Wow. Ôi không, không thể tệ hơn nữa. Được rồi, được rồi. Bỏ hết rác vào đây. Ok. Ow. Hả? Cái gì thế? Búp bê. Ê ơi. Hãy để tôi yên. Trời ơi, thấy ghê quá. Để xem có thể làm được gì nào. Macaron, chuẩn. Lột xác cho em nào. Đây là kế hoạch. Răng nanh, váy, mắt, tóc. Da nhợt nhạt. À ha. Chúng ta cần kem đánh răng và kim tuyến. Tuyệt. Giờ thì xoa lên mặt nào. Rồi làm sạch. Sạch rồi. Nhìn cái gì đây? Chiếc váy. Không không không. Cởi nó ra. Ổn hơn nhiều. Và bây giờ là tắm sữa với vịt cao su và bong bóng. Ai không thích chứ. Tuyệt vời, wow. Wow, dễ chịu quá. Đã xong ra nhợt nhạt. Đỉnh của shop. Này con trai, đã. Lúc nãy nhiều sữa lắm cơ mà. Đâu hết mất rồi. Ồ, có đúng như bố nghĩ không? Không không không, bố đừng chạm vào. Eo ơi, bố.
ngon quá. Con đi đồ rác đi. Mình có một ý tưởng. Cảm ơn bố. Không phải vì cái này. Đây này, chắc sẽ vui lắm đây. Cắt một vài đường và chúng ta có dạng lượn sóng rất đẹp. Phun keo lên này, thật chậm rãi ở ngay phần rìa của váy. Như vậy thôi. Và sau đó rắc kim tuyến lên trên. Thật lộng lẫy. Mặc thử xem nào. Wow, Barbie, em đẹp quá đi mất. Vậy là chúng ta đã có một chiếc váy đen. Làm tốt lắm. Ôi không, đừng vào búp bê. Tôi đã làm gì thế này? Eo ơi, kẹt rồi. Vào đúng mái tóc. Dính tùm lum rồi. Eo ơi, thế ghê quá. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cắt hết đi nào. Xin lỗi, Barbie. Tạm biệt nhé. Eo ơi, ổn hơn rồi. Không, chọc lớp. Đừng lo lắng nhé. Anh sẽ thay đổi nó ngay thôi. Chỉ cần một cây kim và sợi len. Bắt đầu thôi. Từng sợi một. Đã xong rồi này. Wow, sợi ma, sợi ma. Đẹp hết sảy. Tóc macaron xong. Tuyệt vời. Này, ánh sáng. Mình không chịu nổi. Rèm cửa đâu rồi? À, đây rồi này. Dùng rèm cửa cũng được đấy. Chỉ một mảnh nhỏ thôi. Sẽ ngầu lắm cho coi. Xem này. Nó rất hợp với chiếc váy và mái tóc mới của em. Yeah, tuyệt vời mặt trời. Và chúng ta có gì ở đây? Ôi trời ơi. Chúng ta quên mất giày. Đây là một đôi giày mới, dễ như ăn bánh. Nóng quá, nóng quá. Đừng lo cưng à, thấy không, tất cả đã xong. Bây giờ hãy thêm một vài chi tiết. Khâu từng mũi nha. Sắp xong rồi đấy. Hoàn hảo. Đi thử trên sàn diễn này. Yeah, cực kỳ hợp thời trang. Ủa, bị sao vậy? Tay tôi. Kẹt rồi, cứu tôi. Thả tao ra. Đeo đôi giày mới vào này, em thích không? Wow, cảm ơn anh. Em thật xinh đẹp. Này, gì thế kia? Em cũng muốn có. Em muốn một chiếc nhẫn. Cái này, được chứ. Để anh lấy tăm bông đã. Vừa đúng kích cỡ và form. Giờ thì lấy chút sơn. Màu vàng óng này. Chiếc nhẫn sẽ lấp lánh tỏa sáng. Cảm ơn anh. Barbie, em sẽ lấy anh chứ em yêu. Chắc sẽ đồng ý. Làm cho đúng nghi thức nào. Ken, anh có nhận Barbie làm vợ hợp pháp của mình không? Tôi đồng ý. Ôi Ken. Bây giờ hai người có thể trao nhau một nụ hôn. Hoặc không. Có chuyện gì vậy? Tạm biệt nhé. Đây sẽ là chồng của em. Trời ơi, không, đừng mà. Bây giờ hai người có thể trao nhau một nụ hôn. Không. Vui thật đấy. Bỏ búi lông ra nhé. Và em cần một bó hoa. Nghĩ xem nào. Biết rồi. Tự làm luôn này. Bông hoa đầu tiên. Tầng tầng lớp lớp. Đẹp. Để nhìn xem nào. Rất đẹp. Rồi thêm lá. Như cái này. Dán tất cả lại với nhau. Dùng sợi dây này cũng đẹp này. Chỉ cần khâu vài đường. Vậy là có một bó hoa macaron tuyệt đẹp. Đẹp muốn xỉu. Lại còn thơm nữa. Của em đây. Cảm ơn anh. Đẹp quá đi mất. Nhưng chúng ta còn thiếu gì đó. Kế hoạch là gì vậy? Đúng, răng nanh. Chúng ta sẽ cần kẹo cao su. Ngon xíu. Vừa đủ tạo ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Xem nào. Wow, ngầu bá đạo luôn. Ở đâu? Em ấy đâu rồi?
Em ở đây nè. Sẵn sàng để cắn. Không, tha cho anh. Ouch. Làm thật kìa. Ôi không, đúng thế. Mình cũng sẽ trở thành ma cà rồng. Ôi không. Không, phải làm gì? Phải làm gì? Chỉ làm cho rõ ràng. Kiểm tra một lần nữa. Mất rồi. Mình sẽ ổn cả thôi. Vậy là đã có răng nanh. Còn lại đôi mắt. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Món tủ của mình. Chỉ lấy một ít thôi. Hết sảy con 37. Nhưng hầu như chẳng còn lại gì. Chà, vậy thì dùng luôn chúng. Chúng ta cần màu đỏ tươi này cho đôi mắt và cả môi nữa. Xong xuôi cả rồi. Anh rất mừng cho em cưng à. Cảm ơn anh nhiều anh bạn. Vậy là mình đã sẵn sàng. Hi Ken. Hả? Wow. Chào đàn ấy. Hả? Ai vậy Ken? Không thể nào. Barbie. Tránh ra. Em sẽ lấy anh chứ. Để em nghĩ. Không. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Làm ơn đừng bỏ anh như thế. Tạm biệt đồ dở hơi. Anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Họ đã từng là một cặp rất đẹp đôi. Chờ đã, bây giờ mình cũng đã sẵn sàng rồi. Lột xác, lên đường thôi. Nghĩ xem nào. Xin chào, con này nè. Cảm ơn. Mà chờ một chút, có gì đó đang thay đổi. Đừng mét mẹ tôi. Nhưng tôi phải nói. Anh có chắc không? Hả? Thôi nào. Tôi giỏi giữ bí mật mà. Ủa mà chờ chút, có phải cô ấy? Nghe này, tốt nhất anh nên giữ bộ miệng. Lịa hồn. Đã hiểu chưa? Tôi không muốn chết. Anh này. Ok, thoát nạn rồi. Chúng ta có gì ở đây? Hồ mê quá đi. Cứ như có bữa tiệc ở đây vậy. Này, có chuyện gì vậy? Dạ đang chơi thôi ạ. Đúng vui lắm ạ. Thế á? Ok, được đấy. Suýt thì bị lộ tẩy. Khoan đã, mình buồn vệ sinh quá. Suýt thì xóm ra quần. Thật nhẹ nhõm. Mình lại buồn nữa rồi. Hôm nay mình sẽ ôm toilet cả ngày mất. Yeah, ok con dê đấy. Dùng hẳn loại 2 lớp. Phải rửa nữa mới sạch hẳn. Đã rửa rồi á. Đừng có dễ vậy. Gì? Sao lại buồn nữa rồi? Vừa mới đi mà. Ok lạ thật đấy. Mang thai thật điên rồi. Trời ạ, chắc là lần cuối rồi. Kè nữa. Tại sao? Nữa. Không thể ra khỏi đây. Ra túi. Lại đi. Vui quá đi. Mình sẽ nhấn cái này suốt từ ngày đêm. Yeah. Không, làm ơn dừng lại đi. Mẹ sẽ ở trong này mãi mãi. Xin chào, có xong chưa? Được rồi, cuối cùng bàng quang của tôi đã rỗng. Tôi cũng ước là vậy. Em xin phép. Ok, dạ cũng được. Nhưng đây là phòng con gái. Chuyện gì vậy trời? Không. Mình đã đợi quá lâu. Xả lũ. Thật sự rất là kinh tởm đấy anh bạn. Éo ơi. Ôi không biết chui xuống lỗ nào. Nhìn này, chỉ là kem thôi. Chả vậy thì còn dễ hiểu. Đã đến lúc tìm ra sự thật. Nhưng mình có nhìn thấy màn hình đâu. Sao mình bự quá vậy? Bây giờ thì sao? Là mình thật đó sao? Mang thai không phải chuyện đùa. Con chui ra đi mà. Kể cần ngu ngốc. Bây giờ mình nặng bao nhiêu? Biến thành giờ cho nhẹ. Để xem nào. Ổn hơn nhiều. Trời, ngon hết dậy. Giờ thì đi ngủ thôi. Em bé. Thức dậy thôi nào. Không, phải đi ngủ. Mình cần nghỉ ngơi. Bé cứ nghịch ngợm suốt. Cần gì hả? Được rồi, mẹ xin. Cho mẹ ngủ đi. Tại sao? Bình tĩnh. Mà chờ một chút, mình có một ý tưởng. Giúp bé bình tĩnh lại. Không đời nào. Đã có ký rồi. Có cả phao luôn. Đi bơi thôi nào. Này, chuyện gì vậy trời? Xin lỗi không xin lỗi. Mình sẽ cố gắng ngủ bằng mọi cách. Nào, nằm xuống đây. Cuối cùng cũng chịu để mẹ yên. Thôi mẹ.
Mẹ chị ơ, gì thế? Con bị đầy hơi ạ. Nhưng nhìn con giống như... của tôi. Con nít vẫn là con nít. Sao dưới đó ấm thế nhở? Chân mình dạo này thấy khó chịu kinh khủng. Lông lá cứ như rừng rậm, cả một vài đường. Nhưng mình không với tới chân mới khổ. Cái bụng khổng lồ ngu ngốc. Khoan, có đúng người mà mình nghĩ không? Bingo, lại đây giúp tôi xíu. Vào đây nào. Không. Cậu muốn cái gì? Cầm cái này đi. Hả? Sao cả giống? Thấp xuống một xíu nữa đi. Nào, anh cầm đi. Chân này còn dần dần hơn chân tôi. Sắp không còn nữa. Chân tôi sẽ mịn như bơ ngay thôi. Con ơi. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm spa tại nhà đấy hả? Không cần nói gì nữa. Cũng may cô ấy không hỏi gì thêm. Nhiều lông lá quá. Eo ơi, sao mình lại có nhiều lông thế? Trời ơi, chưa gì đã mọc lại. Eo ơi, quá trời quá đất. Tôi sẽ nhiều thẳng tận gốc luôn. Thấy chưa? Chúng ta không có lựa chọn đâu. Sẽ chỉ đau trong một giây thôi. Hít thở sâu. Đắt quá. Ôi, sâu quá đi mất. Tạm biệt. Quá nhiều. Đây mới gọi là đôi chân láng mịn. À, một kiệt tác. Cô có tin được không? Mịn dã man. Ôi trời, bắn chân. Nào, làm việc tiếp đi. Không mặc vừa áo nữa rồi. Mau giúp tôi ngay. Xin chào. Lệ mề quá đấy nhá. Có bộ nào đẹp không? Xem nào. Phong cách từ thế kỷ trước. Bye. Hả? Không, cảm ơn là đủ rồi. À, không biết nữa. Bộ này thì sao nhỉ? Nhưng bụng to quá mà không vừa. Wow, thôi được rồi. Tiếp theo. Chắc phải giảm 10 cân. Còn bộ này cũng không vừa nốt. Chẳng lẽ không có bộ nào mặc được hả? Khiếp. Được rồi, bình tĩnh đã. Mấy cái móc áo. Mà chờ một chút. Anh đang nhìn tôi ấy hả? Không, chắc chắn là không. Trời ạ, không kéo có bụng được. Chẳng lấy chẳng nói. Tôi có bụng bầu, cố lên. Chẳng ăn thua gì. Mình béo quá, không mặc được cái gì. Không, đừng khóc. Để tôi giúp cô. Đợi xíu nhá. Anh thì có thể làm gì chứ? Tôi có một ý tưởng hay. Nhân đôi diện tích vải, nhân đôi niềm vui. Hiểu ý tôi chứ? Mặc vào thật dễ dàng. Đẹp và thoải mái nhỉ. Phải để cái bụng đó thở chứ. Thật không thể tin nổi. Vừa như in nè. Không có gì. Thế là đủ rồi. Thấy con mèo này thật dễ thương. Nhìn con này đi. Nó đang ngủ. Không thể chịu được sự dễ thương này. Nhìn chỉ muốn ôm ấp được tụi nó. Và các em ấy còn rất tình cảm. Đúng rồi, cứ khóc đi. Đó. Vị mặn đúng ý của mình. Tuyệt cú mèo. Cạn ly nào. Còn khăn giấy nữa không? Nhấn thức đấy hả? Anh đang nghĩ gì vậy? Bửa. Trời ơi, con nó hơi lạnh. Sẵn sàng chờ em bé chưa nào? Mau xuất hiện đi em bé. Xem nào, có ai ở nhà không? Hay là con đang ngủ? Chờ chút. Lạ thật đấy. Chuyện kỳ quái gì vậy? Bác sĩ, anh vẫn ổn đấy chứ? Vui quá đi. Ôi không, mẹ muốn ra ngoài. Cứu. Chờ chút. Có tôi đây. Tôi sẽ giúp cô sinh nở thành công. Wow, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Có thể lắm không? Mấy người nhát như thỏ đế. Anh cũng sắp ngất hả? Anh ở đây để cứu vãn tình hình. Này, đừng chạm vào bụng em. Đau quá. Anh chính là kẻ đã gây ra chuyện này. Xin đừng hại anh. Xin em. Lại nhắn được mục tiêu. Chuẩn bị này. Em bé. Bé thật dễ thương.